Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Hai, ngày 11 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảy tổ chức nằm trong phạm vi dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên đã giải phóng xong mặt bằng. Chủ đầu tư đang tập trung thi công trên phần diện tích đã bàn giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm quy định pháp luật về xuất nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hải Phòng, Cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Lê Chí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu thông tin về những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng thời gian qua và khẳng định kết quả đó có vai trò quan trọng của hệ thống mặt trận các cấp của thành phố. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp thành phố đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó góp phần ổn định đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đồng chí đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ động tiếp thu lĩnh hội những cách làm hay, mô hình hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc các thành phố trong cụm để từ đó có những biện pháp, cách thức tổ chức phù hợp, đúng chúng với thực tiễn tại địa phương. Năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 5 thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, xác định triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội có những chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp. Các hoạt động an sinh xã hội được chú trọng, triển khai công tác chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng xã hội được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 5 thành phố tập trung triển khai tốt. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cụm thi đua 5 thành phố năm qua. Đồng chí đề nghị trong năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thành phố tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước, thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, các đại biểu suy cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đảm nhiệm cụm trưởng cụm thi đua năm 2024. Nhân chuyến công tác tại Hải Phòng, sáng nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng đi thăm tặng quà thương binh tiêu biểu Phạm Hữu Bàng ở số nhà 124 Trần Khánh Dư, phường Bái Tơ, quận Ngô Quyền. Nghỉ hưu, ông Bàng tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương, ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của ông Bàng và gia đình. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo thành phố chúc gia đình ông nhiều sức khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho công tác hội, góp phần xây dựng đất nước, xây dựng thành phố cảng giàu mạnh. Năm 2023, dù còn nhiều khó khăn, song nhờ chủ động quyết liệt thực hiện các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, nên đến nay huyện An Lão đã cơ bản hoàn thành 16 trên 16 chỉ tiêu. Đây là kết quả nổi bật được đưa ra tại Hội nghị huyện ủy An Lão lần thứ 17 diễn ra vào sáng nay. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng. Năm nay, sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt hơn 791 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện 6.120 tỷ đồng. Thu ngân sách ước thực hiện gần 320 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trung hạn đạt trên 98%, tăng từ 10 đến 15% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, huyện An Lão đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 3 xã An Thắng, An Tiến, Bát Trang. Đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 4 xã An Thọ, An Thái, Mỹ Đức và Quốc Tuấn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên ghi nhận và đánh giá cao huyện An Lão đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, cần tăng tốc để hoàn thành kế hoạch năm và chỉ tiêu, nghị quyết đại hội, nên huyện ủy An Lão cần rà soát, đánh giá lại để có giải pháp đột phá nhằm thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cần tập trung cao cho công tác xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cán bộ, công chức, viên chức, không sử dụng rượu bia khi lái xe, tăng cường thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách cùng một số nhiệm vụ quan trọng khác. Dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên có quy mô 10 block nhà chung cư cao 15 tầng, tổng số 4.456 căn hộ. Khu nhà ở thấp tầng với khoảng 163 căn hộ cùng hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc bố trí nơi ở cho người dân tại các chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm trên địa bàn thành phố. Đến nay, toàn bộ 7 tổ chức nằm trong phạm vi dự án đã giải phóng xong mặt bằng, chủ đầu tư đang tập trung thi công trên phần diện tích đã bàn giao, phấn đấu dự án về đích đúng kế hoạch. Trên công trường dự án thời điểm này, khoảng 250 công nhân cùng đầy đủ các phương tiện, thiết bị kỹ thuật tập trung thi công đồng loạt các hạng mục. Hiện khu tái định cư đã hoàn thành phần hạ tầng, sẵn sàng bàn giao vào tháng 12 tới. Chủ đầu tư đã thực hiện thi công được phần cọc của 2 tòa cao tầng CT3 và CT4 và 8 khối block nhà thấp tầng. Thế thì dự kiến thì chủ đầu tư sẽ hoàn thành phần móng trong khoảng tháng 1 tháng 2 năm 2024. Đến nay, chủ đầu tư đã được bàn giao khoảng 8 ha diện tích mặt bằng sạch liên quan tới 7 tổ chức và 89 trên tổng số 98 hộ dân, đạt gần 50% diện tích toàn dự án. Đối với 9 hộ dân còn lại, Ủy ban Nhân dân quận đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất, tham vấn ý kiến các sở ngành theo quy định, rà soát, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo đề xuất thành phố chủ trương cưỡng chế, dự kiến tổ chức triển khai vào tháng 12 tới đối với những trường hợp không đồng thuận. Rất là mong muốn rằng là thành phố và Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư, hy vọng là trong tháng 12 này sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên là dự án trọng điểm năm 2023 của thành phố, thuộc địa bàn 2 phường Máy Trai và Cầu Tre của quận Ngô Quyền, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển về nhà ở xã hội tại Hải Phòng đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030. Nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân thành phố về đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục tại huyện Vĩnh Bảo đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn 4 năm qua, mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế xã hội cho địa phương. Tuy nhiên đến nay, một số hộ dân thuộc diện tái định cư phục vụ dự án vẫn chưa có cuộc sống ổn định do những bất cập về hạ tầng của khu tái định cư. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Khu tái định cư tại xã Liên Am rộng khoảng 16.000 m2, được quy hoạch phục vụ cho 63 hộ dân thuộc diện tái định cư, phục vụ dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, nhưng đến nay mới chỉ có 5 hộ dân chuyển về đây sinh sống. Ngoài việc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì khu tái định cư vẫn chưa được cấp điện sinh hoạt và điện chiếu sáng. Từ hồi nằm tuyến đường này thì sau 4 năm chờ đợi thì bìa đỏ chưa có, điện là chưa có. Mà rõ là quy hoạch rất đẹp, nhưng mà điện thì bây giờ nhiều nhà cũng vẫn cứ phải bất chấp kéo dây tốn kém rất xa mà còn không được an toàn đấy. Dây điện ấy cứ kéo trên cột. Do chưa hoàn thiện hạ tầng, chưa bàn giao cho địa phương quản lý nên khu tái định cư lại trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, bãi đỗ xe có tải trọng lớn, thậm chí là đổ trộm chất thải rắn. Khu tái định cư này đã hoàn thành từ năm 2021. Đấy, thế nhưng hiện nay thì cái công tác bàn giao quản lý thì cũng chưa có cấp nào bàn giao, thẩm quyền của xã thì cũng chưa nhận được bàn giao cho nên là rất khó. Đấy, hạ tầng kỹ thuật ban đầu thì rất đẹp nhưng đến bây giờ thì không có người quản lý cho nên là vật liệu thải, thế rồi xe cộ đi vào thì cũng đã phần nào là làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Việc đảm bảo hạ tầng cho nhu cầu tái định cư cũng như các quyền lợi liên quan là yếu tố quan trọng để người dân tin tưởng, đồng thuận với chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án đầu tư trong thời gian tới. Vì vậy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần sớm giải quyết các vấn đề tồn tại của dự án, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Rác thải không được xử lý, có thời điểm lên đến hơn 6.000 tấn tồn đọng, chất đống cao như núi. Thực trạng này đang diễn ra tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng trong nhiều tháng trở lại đây. Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và phát triển sản xuất của người dân địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự. Mùi xú uế, ruồi nhặng, bao trùm cả khu bãi tập kết rác trên địa bàn thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết. Trước đó, năm 2020, triển khai đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thí điểm tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, công trình cải tạo, mở rộng bãi xử lý rác thải tập trung được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng từ đầu tháng 4 năm 2021. Cùng thời điểm đó, Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Thành Vinh đầu tư xây dựng nhà máy phân loại và xử lý rác thải. Thời điểm mới đi vào hoạt động, rác thải tập kết về đây cơ bản được xử lý. Những tưởng đây là tín hiệu tốt để giải bài toán rác thải nông thôn. Vậy nhưng, thực trạng hiện tại đã không còn như mong đợi của chính quyền và người dân. Bởi từ đầu năm 2023, dây chuyền xử lý rác thải của nhà máy liên tục trục trặc và trong 3 tháng trở lại đây thì dừng hoàn toàn, mặc cho chính quyền địa phương liên tục có văn bản yêu cầu phía doanh nghiệp khẩn trương có biện pháp xử lý, khắc phục, tìm giải pháp. Nhưng phía doanh nghiệp thì cho đến nay vẫn chưa có động thái gì khả quan. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã mời nhà máy rác lên làm việc, tuy nhiên thì hiện tại giám đốc nhà máy rác là đang trong quá trình là chữa bệnh nên là chúng tôi cũng chưa liên hệ làm việc trực tiếp với giám đốc nhà máy rác. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng tiếp tục đôn đốc nhà máy rác thực hiện theo đúng cái quy định. Được biết, ngày 12 tháng 9 vừa qua, Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Thành Vinh có công văn đề nghị lắp đặt thí điểm hệ thống dây chuyền thiết bị xử lý tái chế rác thải sinh hoạt, thay thế thiết bị xử lý cũ. Tuy nhiên, tại thời điểm phóng viên thời sự có mặt, vẫn chưa có dây chuyền xử lý rác thải nào hoạt động. Trong khi đó, lượng rác thải tồn đọng không được xử lý thì mỗi ngày một lớn. Một số hộ dân xung quanh và làng xung quanh tại thôn Bắc Phong đấy là người dân là người ta phải bỏ màn ăn cơm. Đấy. Còn lại là tất cả cái khu nông nghiệp và canh tác nuôi trồng thủy sản hiện nay đấy là nước ô nhiễm xuống là người ta nuôi tôm không được. Rồi người ta phải nấp ao để nuôi rươi, nhưng nuôi rươi cũng ảnh hưởng, đặc biệt để sản xuất nông nghiệp. Theo cam kết của Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Thành Vinh, doanh nghiệp này sẽ xử lý hết lượng rác thải tồn đọng trong thời gian sớm nhất. Nhưng với thực tế, án binh bất động như hiện nay, thì chưa biết đến khi nào rác thải ở địa phương mới được xử lý. Đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan khẩn trương có giải pháp đôn đốc doanh nghiệp giải quyết dứt điểm thực trạng này, bảo đảm môi trường sống cho người dân trong khu vực. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với cụm tin vắn đáng chú ý. Chỉ còn 2 tháng tới là đến Tết Giáp Thìn 2024, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị hàng hóa phục vụ mùa mua sắm cao điểm. Để kích cầu tiêu dùng dịp Tết, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị hàng hóa, có kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá với nhiều mặt hàng. Các doanh nghiệp đã chuẩn bị và dự trữ hơn 22.000 tỷ đồng hàng hóa phục vụ 2 tháng trước, trong và sau Tết, đảm bảo đủ hàng tiêu dùng, tránh sự thiếu hụt, tăng giá đột biến dịp Tết. Trong đó hơn 8.500 tỷ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường. Các mặt hàng bình ổn thị trường chiếm thị phần từ 25% tới 43%. Các doanh nghiệp bình ổn thị trường cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá bán trong 1 tháng trước Tết và 1 tháng sau Tết. Sẵn sàng phương án tăng sản lượng trong tình huống cần thiết, tổ chức bán hàng lưu động để xử lý biến động bất thường thiếu hàng cục bộ nếu có. Năm 2023, du lịch Hải Phòng tiếp tục đà trở lại mạnh mẽ khi ước đón gần 8 triệu lượt du khách, chỉ kém mức đỉnh năm 2019 hơn 1 triệu lượt. Trong 11 tháng của năm 2023, số du khách đến Cát Bà đạt hơn 2,9 triệu lượt, cao hơn mức kỷ lục của năm 2019 là hơn 100.000 lượt. Du lịch Đồ Sơn cũng cùng chung niềm vui với du lịch Cát Bà khi lượng du khách tăng cao. Từ đầu năm đến hết tháng 11 năm nay, số lượng du khách đến Đồ Sơn đạt gần 2,9 triệu lượt, cao gấp hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2022 và đạt hơn 115% so với kế hoạch cả năm là đón 2,5 triệu lượt du khách. Dự kiến cả năm nay, du lịch Đồ Sơn đón gần 3 triệu lượt du khách, cao nhất từ trước đến nay. Trên cơ sở này, dự kiến năm 2024, du lịch Hải Phòng đặt mục tiêu đón hơn 8 triệu lượt du khách, trong đó tăng tỷ lệ du khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú cũng như tăng mức chi tiêu trung bình của mỗi du khách. Tại nhà thi đấu thể thao quận Kiến An, Sở Văn hóa và Thể thao vừa tổ chức lễ bế mạc giải vô địch cầu lông các câu lạc bộ thành phố năm 2023. Giải năm nay thu hút 31 câu lạc bộ với tổng số 270 vận động viên, trong đó 187 vận động viên nam và 83 vận động viên nữ. Các vận động viên là cán bộ công chức, viên chức, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, đang tập luyện ở các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố. Giải đấu diễn ra 2 ngày, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều đường cầu hay cùng những trận thi đấu sôi nổi hấp dẫn. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho câu lạc bộ cầu lông Hải Long Kiến An. Giải là dịp để các tay vợt được giao lưu, thi đấu học hỏi, nâng cao kỹ chiến thuật trong thi đấu, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần khuyến khích mọi người dân tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Những thông tin tiếp theo trong chương trình. Vượt lên trên 20.000 học sinh đến từ 300 trường trung học cơ sở trên toàn quốc, đội thi của trường trung học cơ sở Trần Phú, quận Lê Chân đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Chinh phục tương lai năm 2023. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm quy định pháp luật về xuất nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vừa phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh năm 2024 kết hợp với tập huấn ứng dụng kỹ năng, công nghệ số cho phụ nữ khởi nghiệp. Cuộc thi được phát động với 2 nội dung, tập trung vào các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng thiết kế các ấn phẩm truyền thông dạng online nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm cho hội viên phụ nữ gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đây là lần đầu tiên nội dung chuyển đổi xanh được nhấn mạnh là một trong 3 tiêu chí quan trọng của cuộc thi. Khởi nghiệp sáng tạo gắn với chuyển đổi xanh là một việc làm hết sức cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Chúng tôi mong muốn là phát động để tìm kiếm các cái ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của phụ nữ trong cái việc phát triển kinh tế, nhưng mà cải thiện các cái điều kiện sản xuất kinh doanh và sử dụng cái năng lượng sạch, năng lượng tái tạo rồi sản xuất ra nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Tại lễ phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng phối hợp cùng trường Đại học Hải Phòng tổ chức tập huấn cho hội viên phụ nữ với nội dung những cơ hội và thách thức của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế số. Đây là nội dung nhận được sự tham gia hào hứng nhiệt tình của cán bộ hội viên. Chúng tôi muốn chuyển đến chị em khởi nghiệp sáng tạo và phát triển bền vững là như thế nào, và phụ nữ khởi nghiệp tạo tác động cho xã hội là như thế nào. Và chúng tôi muốn phân tích những cơ hội, những thách thức của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế số hiện nay. Và đặc biệt trong chương trình này thì chúng tôi cũng rất muốn hỗ trợ cho các chị em phụ nữ những cái thông tin, những cái kỹ năng, những cái kiến thức liên quan đến việc mà chúng ta có thể kinh doanh, bán hàng hoặc là tạo thương hiệu, nhân hiệu cá nhân của mình trên các kênh của mạng xã hội như là TikTok, như là Facebook, như là Zalo hoặc là Insta. Để cuộc thi được triển khai hiệu quả, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đang tích cực tuyên truyền vận động, khích lệ, hỗ trợ hội viên phụ nữ, các tổ hợp tác, các hợp tác xã, các doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ, có các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng tham gia dự thi. những ý tưởng xuất sắc có tính khả thi, mang lại những giá trị kinh tế, hiệu quả, thân thiện với môi trường, thích ứng với nền kinh tế số, gắn với chuyển đổi xanh sẽ được lựa chọn để trao giải. Thưa quý vị, năm nay là năm đầu tiên cuộc thi Chinh phục tương lai, cuộc thi toàn năng dành cho học sinh bậc trung học cơ sở trên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Vượt lên trên hơn 20.000 học sinh đến từ 300 trường trung học cơ sở trên toàn quốc, đội thi của trường trung học cơ sở Trần Phú, quận Lê Chân đã xuất sắc giành giải nhất tại vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội. Hành trình hơn 3 tháng tham gia cuộc thi, đội thi của trường trung học cơ sở Trần Phú đã hoàn thành xuất sắc các vòng thi, góp mặt trong vòng chung kết, giành chiến thắng trước hai đội bạn đến từ trường trung học cơ sở Tây Sơn của tỉnh Bình Định và trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn của tỉnh Đồng Nai. Trước đó, xác định rõ tiêu chí nội dung là các mục tiêu cần rèn luyện cho học sinh Việt Nam theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, nên công tác chọn thành viên đội thi, xây dựng nội dung và luyện tập được ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên và học sinh tập trung cao. Kết quả của cuộc thi này phản ánh một quá trình mà trong suốt 3 năm qua nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với rất nhiều các hoạt động chuyên môn được ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo, tổ chức đã giúp cho giáo viên chúng tôi có thêm nhiều phương pháp giảng dạy mới, từ đó trang bị cho các bạn học sinh những phẩm chất và những năng lực, những giá trị cốt lõi để các em học sinh được tự tin hơn, tự chủ hơn trong quá trình mà chinh phục tri thức. Và khi nhận đội chơi ấy, thì chúng tôi thấy rằng là các em đã được trang bị đầy đủ những phẩm chất và những năng lực đó. Việc của chúng tôi đó là cùng với ban giám hiệu nhà trường lên những ý tưởng và tham gia cuộc thi này với một tinh thần cao nhất, và chúng tôi đã giành được cái chiến thắng. Sôi nổi, hào hứng, tự tin, các thành viên trong đội đã làm nên chiến thắng qua các phần thi trắc nghiệm, viết luận, kỹ năng, hùng biện, đòi hỏi kiến thức, tư duy nhanh, bản lĩnh và tinh thần làm việc nhóm. Chúng em rất vui và tự hào khi được đại diện cho khối các trường trung học cơ sở của thành phố Hải Phòng và đại diện cho khu vực miền Bắc tham dự cuộc thi này. Qua cuộc thi thì chúng em cảm thấy rằng chúng em đã hoàn thiện hơn, tiếp thu được nhiều kiến thức hay. Giáo dục phổ thông mới 2018 giúp cho chúng em trau dồi thật nhiều kiến thức, thật nhiều kỹ năng để luôn làm chủ mọi tình huống. Chúng em đã vượt qua phần thi hùng biện với đề tài văn mẫu. Đây là một vấn đề đã nhận được nhiều tranh cãi trên mạng xã hội trong thời gian qua. Qua đó chúng em muốn đưa ra một thông điệp rằng văn mẫu chỉ là công cụ để mở rộng thêm thế giới văn chương cho chính bản thân bạn, chứ không phải là một thứ để áp dụng vào để chấm bài. Các con dành tặng toàn bộ phần thưởng để dành cho các công tác thiện nguyện cho chính các bạn học sinh có hoàn cảnh vượt khó tại ngôi trường mình đang theo học, và cho các bạn học sinh của tỉnh Sơn La, trung học cơ sở nội trú của Bình Liêu, Quảng Ninh thì cũng là phẩm chất nhân ái và tính trách nhiệm với lại cộng đồng xã hội. Đó chính là cái mục đích và cái mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đem lại cho học sinh của chúng ta. Cùng với những phẩm chất và năng lực cốt lõi của học sinh cần đạt được theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được các em thể hiện xuất sắc qua các phần thi là tinh thần trách nhiệm cộng đồng được hình thành trong mỗi học sinh, khẳng định chất lượng giáo dục của thành phố, nhất là kể từ khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy của công an thành phố, những ngày qua, công an quận Hồng Bàng đã đồng loạt ra quân triệt phá nhiều chuyên án, xóa phá nhiều ổ nhóm, bắt giữ nhiều đối tượng, có phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lãnh đạo công an quận Hồng Bàng đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa, quyết liệt chỉ đạo toàn đơn vị, nhất là lực lượng trinh sát tích cực bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, cắt đứt các đường dây tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy. Điển hình vào ngày 15 tháng 11, trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hồng Bàng đã bắt giữ Phạm Quốc Nghĩa, sinh năm 1996 ở số 13 Trực Cát, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Tang vật thu giữ 4 gam ketamin và một gói nước vui. Khám xét tại nhà đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ một lượng lớn ma túy gồm 700 viên thuốc lắc màu xanh và trắng ngà, 176,09 gam ketamin cùng nhiều tang vật liên quan. Ngay khi nhận được kế hoạch của giám đốc công an thành phố về mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Đảng ủy lãnh đạo công an quận Hồng Bàng đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cho công an các phường, đội, trạm. Chúng tôi cũng làm tốt cái công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục cái khó khăn, gian khổ và làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản. Trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm và ma túy thì không thể thiếu cái sự phối kết hợp giữa các lực lượng từ trung ương đến thành phố cho đến công an quận. Từ đầu năm đến nay, Công an quận Hồng Bàng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 78 vụ, khởi tố 107 đối tượng, đã xác lập xóa phá 6 chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng và triệt phá 6 ổ nhóm tội phạm. Riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15 tháng 10 đến nay, Công an quận đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 20 vụ với 27 đối tượng, tiến hành khởi tố 17 vụ với 25 bị can. Đạt được thành tích trên là nhờ công tác phối hợp tốt giữa các lực lượng. Đáng chú ý, phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm đã phát huy hiệu quả. Phường cũng đã làm tốt cái công tác về cái an ninh trật tự, đặc biệt là phong trào phát động coi như là toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và đã xây dựng được cái mô hình liên kết cả các cái trường học, các cái ngân hàng và các cái tổ dân phố. Và đặc biệt là trong cái tin báo tố giác tội phạm thì đã phát huy tốt được cái vai trò coi như là tố giác tội phạm của các cái bà con quần chúng nhân dân. Phường hiện nay là đang quản lý là 38 đối tượng nghiện, đã đưa đi là 4 đối tượng sử dụng methadone đi cai nghiện bắt buộc khi mà các đối tượng có cái vi phạm về cái việc sử dụng coi như là trái phép chất ma túy. Để tiếp tục kéo giảm đến mức thấp nhất tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy trên địa bàn, thời điểm cuối năm, cùng với làm tốt công tác tấn công trấn áp tội phạm, Công an quận Hồng Bàng tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, quản lý người nghiện. Mặt khác, đơn vị phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thời gian qua, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại khu vực cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Cát Bi, kịp thời đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và các loại tội phạm xâm nhập vào địa bàn. Tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, mặc dù trung bình mỗi ngày chỉ có một chuyến bay quốc tế từ Hàn Quốc, song lượng du khách vẫn khá đông. Để bảo đảm an toàn cho chuyến bay cũng như du khách khi đặt chân đến Hải Phòng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và cảng hàng không quốc tế kiểm soát chặt chẽ việc ra vào, đồng thời hướng dẫn du khách thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh, giảm ùn tắc tại khu vực cửa khẩu hàng không. Tôi thấy cái công tác về an ninh, về công tác trật tự khá được đảm bảo, mọi người di chuyển tuần tự, thứ tự theo sự hướng dẫn của cảng vụ hàng không. Mọi người cũng khá là thuận lợi trong cái việc là nhận lại hành lý của mình và rời khỏi sân bay. Chúng tôi trong thời gian qua thì đã phối hợp rất tốt trong công tác làm đảm bảo an ninh trật tự, và đặc biệt là sau khi nghị định 93 năm 2022 về đảm bảo an ninh trật tự và quản lý cửa khẩu con đường hàng không ấy, thì chúng tôi đã triển khai nhiều các biện pháp phối hợp với công an cửa khẩu của sân bay để đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong cái vấn đề mà quản lý đối với người xuất nhập cảnh và trong trường hợp mà hành khách mà bị cấm từ chối nhập cảnh và từ xuất cảnh thì chúng tôi đã phối hợp rất tốt. Bên cạnh việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thì việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm quy định pháp luật về xuất nhập cảnh cũng được lực lượng quản lý xuất nhập cảnh chú trọng. Thời gian qua, thông qua việc sử dụng thiết bị công nghệ, nhiều vụ việc liên quan đến người nước ngoài sử dụng giấy tờ giả để cư trú hoặc nhập cảnh trái phép trên địa bàn thành phố đã được kịp thời phát hiện và xử lý. Đối với công tác xét duyệt tại cửa khẩu hàng không quốc tế sân bay Cát Bi thì việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng giúp cho việc cấp và kiểm soát cái thủ tục hộ chiếu nhanh chóng, hiệu quả, và đồng thời là cũng phát hiện được những cái trường hợp mà cá nhân là mà có sử dụng các giấy tờ giả để làm các thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu. Những năm qua, cùng với hội nhập quốc tế và thu hút đầu tư, số lượng người xuất nhập cảnh vào Hải Phòng tăng, đặc biệt qua đường hàng không. Xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng ngừa tình trạng nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu và gian lận thương mại qua khu vực cửa khẩu hàng không đóng vai trò quan trọng, nhất là khi Nghị định 93 năm 2022 của Chính phủ về quản lý, bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu hàng không có hiệu lực thi hành, thì công tác này đã huy động được sự vào cuộc của đông đảo các lực lượng chức năng, từ đó góp phần phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng và an toàn xã hội trên địa bàn. Những thông tin về dự báo thời tiết sẽ khép lại chương trình thời sự tối nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Phía Bắc thành phố nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Phía Nam thành phố nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.